cái lô đất này quá đẹp và quá rẻ quý anh chị, hơn 7 hecta ở đây. Đó, có trang trại, có chuối này, chuối trồng siêu đẹp, đất bằng phẳng này, đất đen này. Đó. Ở đây gia chủ trồng hết khoảng chừng 3 hecta chuối rồi, còn lại thì trồng bắp. Đất ở đây trồng chuối rất đều. Đó, cái lô đất của mình đây, đường này là đi giữa cái lô rẫy này, phía bên là chuối, phía đây là đang trồng bắp. Gia chủ chưa có canh tác hết nha, hơn 7 hết, với giá siêu rẻ chỉ có 1 tỷ 320 triệu. 1 tỷ 320 triệu quý anh chị đã sở hữu được diện tích với hơn 7 hecta trồng chuối và nguồn nước mênh mông, điện đã có ở trên đây. Đó. Diện tích trồng chuối đất bằng như một cái sân bóng, chất đất đen, đất thịt, không hề có đá nha quý anh chị nha. Rất mịn ạ. Quý anh chị nhìn thấy vườn chuối này, xanh tốt như thế này. Đó. Diện tích đất đã canh tác nha. Đất của chúng ta là mua bán viết giấy tay và có chữ ký của trưởng thôn nhé. Ở đây là có điện rồi quý anh chị này. Đất đang canh tác luôn chứ không phải đất rừng, đất hoang gì đâu quý anh chị nhé. Siêu rẻ luôn và siêu đẹp. Em Nga đi thấy cái lô rẫy này là đẹp và giá rẻ hiếm có. Quý anh chị cần cái diện tích lớn để canh tác thì hãy liên hệ nhanh cái lô đất này nha. Ở đây nguồn nước là mênh mông, đào ao là thoải mái luôn này. Đó. Đất này là đang canh tác luôn. Đó, đường điện này. Ở bên đây là đất trồng hoa màu, trồng bắp. Đấy, vườn chuối của mình này, siêu đẹp. Đường đi, đường nhựa đi tới rẫy luôn quý anh chị nha. Từ cái lô đất của mình cách khoảng chừng 30 mét ra mặt đường nhựa. Đường nhựa lớn, xe ô tô bán tải, xe 3 chân, 4 chân vào đây thoải mái luôn. Wow, quý anh chị trồng hết cái diện tích chuối này ở đây thì cái khâu vận chuyển của nó rất là tiện lợi. Từ đây mà ra ngoài quốc lộ 14A vào là khoảng chừng hơn 10 km, hoàn toàn bằng đường nhựa nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mua thì được cái cô môi giới khuyến mãi cho một nụ cười nha. Đây là đường đi đến tận rẫy của mình luôn nhá. Tầm diện tích hơn 7 hecta. Như em đã nói với quý anh chị này, đường nhựa lớn đẹp mênh mang luôn. Ở đây có nhà dân này, cánh đồng ruộng lúa, siêu đẹp. Tổng diện tích hơn 7 hecta với giá chỉ có 1 tỷ 320 triệu. Lô rẫy của mình, đuôi của nó là ôm một cái suối lớn như thế này. Ở viết đuôi rẫy thì gia chủ có trồng điều, trồng các loại cây chuối, cây ăn trái. Quý anh chị quan tâm đến lô rẫy xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga qua số điện thoại 0966 579 123. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần tới nhé.